Xin chào mừng các em, chúng ta đến với bài số 2, tập hợp các số tự nhiên. Rồi, chúng ta xem một cái câu hỏi ở đầu bài. Có gì khác nhau giữa tập hợp N và tập hợp N sao? Tập hợp N đây là tập hợp số tự nhiên, đúng chưa? Viết tắt của chữ Netro và tập hợp N sao. Một lát nữa ta sẽ tìm hiểu tập hợp N sao. Chúng ta vào phần số 1, tập hợp N và tập hợp N sao. Các số 0, 1, 2, 3, v.v. là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được ký hiệu là chữ N. Ở đây thì số tự nhiên xuất phát là từ rất là xa xưa, đúng chưa? Từ cái thời khai thiên lập địa, khi mà có một cái câu chuyện về toán học, về các cái sự khai sinh ra số tự nhiên. Đó là nhà của ông đó, ông nuôi nuôi bò. Thì đầu tiên ông có một con bò, và con bò đó nó bắt đầu nó đẻ ra được thêm con, thì chúng nó xuất hiện số 2. Tiếp tục con bò nó lại đẻ ra thêm con nữa, từ đó xuất hiện số 3 và dần dần xuất hiện các số phía sau. Nhưng mà cuối cùng, một ngày nào đó tất cả các bò tổng chết hết, và lúc đó nhà ông không còn con bò nữa hết, và cuối cùng số 0 xuất hiện, trong tập hợp số tự nhiên tất cả các số, từ 1 trở đi thì ai cũng tức là nó là được xuất hiện trước cái số 0, trong khi số 0 là số đầu tiên của tập hợp số tự nhiên, nhưng mà nó là số xuất hiện cuối cùng. Rất là câu chuyện vui thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục cái bài này. Như vậy người ta có thể viết tập hợp N dưới dạng 0, 1, 2, 3 và chấm lửng phía sau, được chưa? Chấm lửng phía sau chúng ta hiểu đó là phía sau nó còn nhiều phần tử nữa. Các số 0, 1, 2, 3 vân vân là các phần tử của tập hợp N. Chúng được biểu diễn cho tia số như hình số 6. Đây, cái tia số. Tia số là có thể biểu diễn nằm ngang hoặc là nằm dọc cũng được, nằm ngang, nghe không? Đầu tiên sẽ là số 0, tiếp theo là các số tiếp theo, 1, 2, 4, 5, 6, dài dài phía sau nữa, không? Còn các số nữa. Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn số tự nhiên A trên tia số gọi là điểm A. Ví dụ như đây, đây là điểm 2, đây là điểm 4, không? Đây là điểm 5 vậy đó chẳng hạn. Cái A đó là người ta cụ thể cho một cái điểm nào đó, tổng quát. Tập hợp các số tự nhiên khác không được ký hiệu là N sao. Như vậy chúng ta có định nghĩa tập hợp N sao, đúng chưa? Tập hợp N sao là tập hợp các số tự nhiên mà bỏ đi số 0, thấy không? Số đầu tiên bỏ đi thì đó là các số 1, 2, 3, 4, thấy không? Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0 là tập hợp N sao. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, chúng ta có một số cái cần phải xem sau đây. Trong hai số tự nhiên khác nhau có một số nhỏ hơn số kia. Khi số A nhỏ hơn số B ta ký hiệu là A nhỏ hơn B và B lớn hơn A. Thì cái so sánh này ở tiểu học chúng ta đã học rất là nhiều rồi. Ở đây trên tia số thì ta nhìn dung, thấy không? Cái số A mà nhỏ hơn số B thì số A nó sẽ nằm bên trái của số B, và số B nó sẽ nằm bên phải so với số A. Đó là một cái cách hình dung, thấy không? Theo kiểu hình học. Trong hai điểm trên tia số, thấy không? Nhìn từ trái sang phải thì điểm nằm ở bên trái biểu diễn số nhỏ hơn. Chẳng hạn điểm 2 ở bên trái, điểm 5, tức là nằm bên trái bên phải. Ngoài ra người ta còn ký hiệu là A bé hơn hoặc bằng 5 để chỉ A nhỏ hơn B hoặc A bằng B, và viết B lớn hơn bằng A để chỉ B lớn hơn A hoặc B bằng A. Tức là sao? Ví dụ như là 5 lớn hơn 3 thì người ta có thể viết là 5 lớn hơn 3 cũng được, hoặc là viết 5 lớn hơn hoặc bằng 3 cũng được, phải không? Hay là chúng ta có 7 thì nó bằng 7, chúng ta viết là 7 bằng 7 cũng được, hoặc là chúng ta viết 7 lớn hơn hoặc bằng 7 vẫn được, không? Hoặc là chúng ta có 0 nhỏ hơn 9 thì chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể viết là 0 nhỏ hơn hoặc bằng 9, không? Nó vẫn đúng, không có gì sai hết. Nhưng mà nhìn nó có vẻ nó hơi kỳ, không? 5 lớn hơn hoặc bằng 3, nó thực tế là nó lớn hơn hẳn luôn, không? Thì cái nghĩa là lớn hơn nó. Ở trong cái phát biểu này, 5 lớn hơn 3 thì có vẻ như là nó mang tính là sát so với thực tế hơn. Chứ còn 5 lớn hơn bằng 3 thì nó lại làm cho người ta có cảm giác là nó hơi mơ hồ tí. Cho nên là chúng ta cần phải nắm rõ cái chỗ lớn hơn hoặc bằng. Lớn hơn cũng được, bằng cũng được. B. Nếu A nhỏ hơn B và B nhỏ hơn C thì A nhỏ hơn C. Đây là tính chất bắt cầu, thấy không? Rất dễ thấy. A nhỏ hơn 10, 10 nhỏ hơn 12 thì A nhỏ hơn 12.
Từ một số tự nhiên có một số liền sau duy nhất. Chẳng hạn số liền sau của số 2 là số 3, số 2 là số liền trước của số 3. Số 2 và số 3 là hai sự tự nhiên liên tiếp. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị. Thì cái này rất là đơn giản, đúng không? Số tự nhiên liên tiếp à. Nhưng mà ta quan trọng, nhiều bạn cứ nghĩ phía sau số 3 là số 4, nghe không? À, ở phía sau số 3 là số 2 chứ, phía trước số 3 là số 4, nó ngược lại như vậy, không phải, nghe không? Phía sau số 3 là số 4, còn phía trước số 3 là số 2, liền trước số 3 là số 2, liền sau số 3 là số 4. Đây, số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất và không có số tự nhiên lớn nhất, nghe không? Trong tập hợp số tự nhiên thì chúng ta có số 0 là số nhỏ nhất. Nhưng mà tôi lưu ý, không phải số tự nhiên, không phải tập hợp số tự nhiên thì số 0 chưa chắc là số nhỏ nhất, nghe không? Nó chỉ nhỏ nhất trong tập hợp số tự nhiên thôi, giống như là trong một gia đình vậy đó, nghe không? Ví dụ như là bạn Lan vậy đó chẳng hạn, là người nhỏ nhất trong nhà, 5 tuổi, nghe không? Trong nhà đó là nhỏ nhất, nhưng mà xét nhiều cái nhà chưa chắc bạn Lan đã là nhỏ nhất, nghe không? Bạn Lan có thể là nó lớn hơn một số bạn khác nữa, cho nên ở đây chúng ta lưu ý số 0 là số nhỏ nhất trong tập hợp số tự nhiên thôi, còn tập hợp khác chưa chắc nó là nhỏ nhất. E, tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử, tức là chúng ta đếm mãi đếm, nghe không? Đếm hoài không hết. Và chúng ta chứng minh cũng rất là dễ, nghe không? Chứng minh một chứng minh tập hợp số tự nhiên có vô số phần tử. Bây giờ ta giả sử tập hợp số tự nhiên có hữu hạn phần tử, nghe không? Tức là tôi giả sử số A là số lớn nhất. Được chưa? Số A là số lớn nhất. Như vậy thì A là số tự nhiên. Vậy suy ra được A cộng 1 cũng là số tự nhiên, nghe không? Vậy suy ra A cộng 1 lớn hơn A. Mà nãy ta giả sử A là số lớn nhất, cho nên A cộng 1 lớn hơn A là mâu thuẫn, có số tự nhiên lớn hơn A, nghe không? Vô lý. Như vậy không tồn tại số tự nhiên lớn nhất. Chúng ta chứng minh cũng tương đối dễ dàng bằng phản chứng. Chúng ta có câu hỏi chấm sau đây. Điền các số, điền vào chỗ trống 3 số ở mỗi dòng là 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần. Như vậy tôi điền đơn giản, đây là 28, kế bên sẽ là 29 và cuối cùng là 30. 100 thì phía trước 100 là 99 và phía sau 100 là 101. Rồi chúng ta sang phần bài tập bài số 6. Viết các số tự nhiên liền sau của số 17. Vậy ta ghi lại dưới đây. Liền sau 17 là 18. À, liền sau 99 là 100. Liền sau của A là A cộng 1. Cứ liền sau số nào ta cứ cộng 1 vô là xong. B, viết số tự nhiên liền trước của mỗi số, liền trước của 35, liền trước ba mươi lăm là 34, liền trước của 1000 là 999, liền trước của B sẽ là B trừ 1, cứ bớt đi một phần tử thì nó sẽ là số phía trước. Bài số 7, viết các tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử. Tập hợp A, ở đây chúng ta có A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 12 và nhỏ hơn 16. Như vậy nó sẽ là 13, 14, 15 và 16. B, ít là tập B là các số tự nhiên thuộc n sao nhỏ hơn 5. Như vậy chúng ta sẽ bỏ số 0 ra. Như vậy x sẽ là 1, 2, 3 và 4. C, x thuộc hợp tập hợp số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 13, bé hơn bằng 15. Như vậy nó có thể bằng 10, 13, 14 và 15. Bài số 8, viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng 2 cách. Như vậy ta ghi tập hợp A, em cách thứ nhất đó là liệt kê 0, 1, 2, 3, 4 và 5, không vượt quá 5 cho nên có thể bằng 5. Cách thứ hai đó là
các phần tử ít thuộc hợp tập hợp số tự nhiên sao cho ít bé hơn bằng 5, tức là không vượt quá 5. Biểu diễn cho tỉ số các phần tử của tập hợp A, chúng ta sẽ kẻ cái tỉ số ra. Đây chính là 0, 1, 2, 3, 4 và 5. Bài số 9, điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần, cho nó lũy tăng dần như vậy. Dòng thứ nhất sẽ là 7 và 8. Dòng thứ hai, phía sau A sẽ là A cộng, cộng 1. Vậy ta có A, A cộng 1. Bài số 10, điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần, giảm dần. Như vậy thì số đầu tiên phải là số lớn nhất, đúng chưa? Như vậy sẽ là 4601. Tới 4600 và 4599, đúng không? Nó giảm dần. Dòng thứ hai, như vậy thì lớn hơn A sẽ là A cộng 1 và lớn hơn A cộng 1 sẽ là A cộng 2. Như vậy dòng thứ hai sẽ là A cộng 2, A cộng 1 và A. Như vậy ta đã xong bài số 2.